Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cáo Vàng Media. Trong chuyên mục audiobook hôm nay, Cáo Vàng xin được gửi tới quý khán thính giả chương 67 của bộ tiểu thuyết Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Chương trình được thực hiện bởi giọng đọc trí tuệ nhân tạo AI do công ty cổ phần trái thị vàng sản xuất. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe. Tịnh tu xem thấy câu đối ấy chữ viết rất hùng kiện, cả khen chẳng ngớt, lại nhắm xem tướng mạo người học trò, thấy tuy là cùng khổ mà phong thái đàng hoàng nên có ý cảm mến liền sai chú tiểu mời vào đãi cơm chay học trò theo chú tiểu đi rồi bác hiệp nói với tịnh tu rằng tôi xem người ấy rất có chính khí tịnh tu nói phải bần tăng cũng xem người ấy có cốt cách lắm nên giữ ở đây làm khách hai người nói chuyện một lát lâu thấy có một người đi vào tịnh tu xem rõ là viên ngoại tần xương bèn mời ngồi rồi hỏi ngài tới đây có việc chi tần xương nói nếu không có việc gì chẳng dám tới làm rộn nhà chùa nhưng vì mấy ngày rầy tâm thần chẳng an nên tới xin sư phụ bói ổ quẻ tịnh tu nói tôi chẳng quen bói quẻ vậy viên ngoại nói ổ chữ gì để dùng làm phép mà luận tần xương nói tôi xin nói chữ dung tịnh tu viết chữ dung ra ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói đây là điểm chẳng tốt tần xương nghe nói có vẻ lo buồn nhưng dầm lên bàn thấy có mấy câu đối bèn dở ra xem xem xong hỏi chữ thật hay chữ hùng kiện lắm vậy có phải của sư phụ viết ra chăng tịnh tu đáp bần tăng viết thế nào được đó là của một người học trò vừa mới đem bán đây tần sương nói người học trò ấy tên gì hiện thời ở đâu tịnh tu nói y tới xin giúp đỡ nên chưa hỏi tới tên họ hiện đang ở đây tần sương nói thế thời y là một người hàng nho sao tôi đương tìm một người có học rước về dạy trẻ nhỏ ở nhà song chưa gặp, vậy sư phụ rước dùm cho, hái chẳng tiện cả đôi đường sao. Tịnh tu cả mừng ưng chịu. Tần xương liền bước ra cửa sai tiểu đồng trở về nhà đem áo quần, mã giày và ngựa tới rước. Bây giờ người học trò vào nhà sau tắm gội sạch sẽ, tịnh tu ời lên, thấy diện mạo khôi ngô, thời có ý kính mộ, bèn tỏ ý tần xương cho người học trò nghe và hỏi tên họ. Người học trò ấy tên là Đỗ Ung nghe nói tần xương rước, dạy học thời nhận lời liền kế tiểu đồng đem mão dày quần áo tới. Tần Sương liền cung kính đưa cho đổ ung thay đổi, rồi từ giá tịnh tu và bắt hiệp mà trở lại tần gia trang, để đổ ung ở tại thư phòng cho kêu học trò lại học. Nguyên vợ Tần Sương là Trịnh Thị, tuổi ước 30 có sinh được một đứa con trai tên là Quốc Bích tuổi vừa 11. Lại có một vợ bé là Bích Thiềm và con hầu, đầy tớ rất đông. Trong đám ấy có một đứa lớn tên là Thể Phụng Hầu Hạ Trịnh Thị, và một đứa nhỏ là Thể Hà Hầu Hạ Bích Thiềm. Nhà ngoài thêm có bốn người trai giúp việc là Tấn Bảo, Chiêu Tài, Tấn Lộc, Tấn Hỷ. Tần Sương tuổi trạc tứ tuần xong vẫn còn mẹ vú là Bạch Thị Tuổi đã trên 70. Cả nhà gộp lại được gần 30 người. Tần Sương bình sinh ít đọc sách nên hối hận lắm. nay nhà giàu của Dư muốn lo cho quốc bích học hành may sau này rạng vẽ tông môn. Để khỏi thẹn với tiếng đời chê trọc phú từ ngày rước thầy về nhà tần xương có ý mừng rỡ thường đái đang rất chu đáo khi có việc đi đâu thường hay căn dặn vợ hoặc liễu hoàng thể hà phải lo liệu tử tế ngày nọ tần xương có việc đi khỏi ở nhà con thể hà nấu cơm sai người bưng tới thư phòng cho đổ ung bích thiềm liền lén đi theo đứng ngoài để mắt vào kẻ vách ngó lên thấy đổ ung hình dung tuấn tú tuổi còn măng phúc động lòng tà dịp đầu may mắn cho bích thiềm cách ít lâu tần xương cho Đỗ ung nghỉ dậy nửa ngày, rồi đem quốc bích đi thăm bà con. Bích thiệm nghe tin ấy mừng lắm, chờ tần xương đi rồi, bèn tự mình nấu cơm và nấu vài món đồ ăn rất ngon sai con thể hà bưng qua phòng cho đổ ung Một lát thể hà trở lại, bích thiệm hỏi nó rằng, tiên sinh làm gì trong ấy? Thể hà đáp, đường đọc sách. Bích thiệm hỏi, có nói chuyện gì không? Thể hà nói, tiên sinh hỏi sao bữa trước gia đồng bưng cơm, mà bữa nay tôi lại bưng cơm sớm vậy hỏi như vậy rồi bưng để lại một bên chớ không ăn bích thiềm lấy làm lạ hỏi rằng sao lai không ăn nói đoạn đi hớt hải tới thư phòng đứng ngoài soi giấy dán cửa đưa mắt vào xem thấy đồ ăn vẫn còn yên nguyên bèn giả ho một tiếng đỗ ung nghe ho cất đầu lên ngó thấy giấy dán cửa rách một lỗ có người con gái kê mắt dòm lén bèn hỏi ai đó vậy bích thiềm đáp đỗ biết là ai Đỗ Ung nghe tiếng đáp có hơi lã lời mất tào nhã nên nói, đây là nơi thư phòng, không được tới làm rộn như vậy. Bích thiềm đáp, thiếp biết tiên sinh thế nào cũng chẳng rõ, vậy xin tỏ cho tiên sinh tường. Thiếp sánh với phu nhân trình thị thời không bằng, mà sánh với liễu hoàng lại cao hơn. Đây viên ngoại không có ở nhà, e tiên sinh buồn nên tới đây tương hội. Đỗ Ung nghe nói cả giận gắt rằng, đừng có nói như vậy, phải mau mau đi khỏi chỗ này bích thiềm đáp, sao tiên sinh chẳng hiểu việc đời như vậy? Thiếp có lòng tưởng tới, nỡ đành cô phụ hay sao? Đây là chút tình xin tiên sinh nhớ giữ. Đỗ ung giận lắm nạt rằng, thật không chịu đi khỏi đây hay sao? Ta la lên à coi. Dứt tiếng thời bích thiềm đã đi khuất bóng. Đỗ ung thấy quan cảnh như vậy vừa giận vừa buồn, nằm nghĩ rằng, rất tiếc lòng tốt của viên ngoại hậu đãi ta rất tử tế. Thế mà một đứa hèn hạ như vậy làm hư hoại cái lòng tốt của người ta khó ở đây được nữa tần Sương về tới nhà hay xiêm đổi áo xong đi thẳng vào thư phòng thấy một bên có mâm đồ ăn còn yên nguyên mà đổ tiên sinh thời mặt giận đầm đầm lấy làm lạ vừa muốn ngồi xuống bỗng thấy trong chân vách có vật nhán sáng bèn cúi lấy xem té ra đó là chiếc nhẫn của đàn bà tần Sương liền quay mình trở ra khỏi thư phòng không thốt một tiếng vừa đi vừa xem kỹ thời chiếc nhẫn ấy là vật của trịnh thị máu giận vì thế mà sôi lửa ghen vì thế mà phát cháy, vội vàng đi riết lại ngự phòng chỉ mặt trịnh phu nhân mà rằng, mi là đồ nhơ nhuốc, dám làm bại hoại gia phong. Tàu bảo mi khoản đãi tiên sinh là gói ghém cơm thịt, chớ có phải bảo mi đem cả thân xác, tới thư phòng mà đãi tiên sinh hay sao? Trịnh phu nhân thấy không có chuyện gì mà đất bằng nổi sống, ngơ ngẩn mà rằng, ai nói với mình rằng tôi tới thư phòng. Tần Sương nói, có chiếc nhẫn làm bằng cớ đây, trịnh phu nhân tiếp lấy rồi nói, quả vật này là của tôi song có hai chiếc một chiếc tôi đeo một chiếc cho bích thiềm tần Sương nghe nói sai thể hà đi kêu bích thiềm dây lâu thấy bích thiềm đầu tóc tơi tả còn thể phụng thời vừa khóc vừa đi tới bích thiềm nói rằng con thể phụng lén cắp chiếc nhẫn của thiếp đem bỏ trong thư phòng tính mưu hại thiếp thể phụng nói tôi nào có vào phòng gì bao giờ mà ăn cắp đó rõ là gì đi vào thư phòng bây giờ đổ thừa cho tôi Hai đàn cãi cọ nhau ung um sùm lên, tần xương không biết ai phải ai trái. Bà Vũ Bạch Thị cùng trịnh phu nhân thấy vậy, liền nghĩ ra một kế, nói nhỏ với tần xương rằng, phải làm như thế. Tần xương y lời bèn phân giải lơ lại cho em chuyện. Tối lại, tới canh hai, tần xương đi với bà Vũ đến thư phòng, thấy đèn vẫn chưa tắt. Đỗ ung còn thức, bà Vũ liền gõ cửa hỏi, tiên sinh chưa ngủ sao? Đỗ ung hỏi, còn chuyện gì đó nữa? Bà Vũ nói, tôi là bà già ở trong phòng của cô hai, chỉ bích thiềm, nhân viên ngoại đã ngủ rồi, nên cô hai sai tôi tới đây rước tiên sinh vào phòng có chuyện. Đỗ ung nói, bà nói đó là nghĩa gì? Bà ngày đứng ngoài lỗ vách nói những câu lơi lã, mà bây giờ lại nói thế nữa, ý muốn tôi từ nhà này mà đi sao chớ? Tần Sương nghe rõ liền bảo bà Vũ thôi, cùng trở lại nhà sau. Tần Sương nói rằng, cứ như lời mà suy, thì quyết chắc bích thiềm chẳng sai. Con ấy đã làm nhơ nhút như vậy còn dùng nó vào đâu nữa, ta phải giết nó cho rồi. Bà Vũ nói, không được, nếu đem nó ra, mai giết em mang tội sát nhân, và tiếng xấu khó chuộng, chi bằng dọn nhà bỏ trống ngoài hoa viên giam nó vào đó, bỏ cho nó chết, đói thời không hệ lụy gì. Tần Sương khen phải. Sáng ngày sau, Tần Sương dậy tấn bảo dọn nhà bỏ không ngoài vườn đem bích, thiềm ra giam tại đó, cấm không cho ai đem cơm nước cho ăn uống để cho đứa lẳng lơ ấy chết đói cho rồi đời